Thu trang đang muốn hỏi rằng là nguyên nhân nào gây ra huyết áp thấp và có cách và có cách điều trị với tinh dầu thông đỏ có hiệu quả không ạ? Chúng cái trường hợp gì? huyết áp thấp ấy. Ừ. Đấy, thì nó khác với huyết áp cao. Cái huyết thấp này là còn nguy hiểm hơn là huyết áp cao ấy. Đấy, huyết áp thấp thì thường là bình thường 120 90. Những người mà huyết áp thấp thì thường là 110 dưới 120 thì ta gọi là huyết áp thấp. Đấy, cái huyết áp thấp ấy thì là do rất nhiều nguyên nhân thứ nhất là do gì là những người mà ăn uống là là thiếu chất dinh dưỡng đấy hoặc những người mà hay bỏ bữa đấy. tức là uh, buổi sáng có khi không ăn hoặc là nhịn quá đói hay đôi khi là mình bỏ bữa thì thường hay là sinh ra cái huyết áp thấp đáp thấp đấy thế còn chứ không, còn uống tinh dầu thông đỏ vào thì nó nó giúp là gì nó chỉ làm sạch mạch máu và làm cho lưu thông mạch máu thôi chứ nó không làm cho 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 ảnh hưởng đến cái nằm tụt huyết áp đi mà khi uống tinh dầu thông đỏ vào thì có tốt cho nữa gì Thì lưu thông mạch máu mà lưu thông mạch máu thì giúp cho người huyết áp thấp ý, này cần tốt ấy để cho lưu thông mạch máu thì cái áp lực máu để tăng lên thì lại lại nâng lên, lên chứ không phải là ảnh hưởng do huyết áp thấp đấy cho nên tinh huyết dầu thông đỏ uống thì... thì cho người huyết áp cao cũng dùng được mà người huyết áp thấp thì cũng có thể dùng được đấy. cái cơ chế đó cháu à. muốn hỏi sâu về phần này ạ À, có phải rằng là người huyết áp thấp thì cái tốc độ dòng chảy của máu nó rất là chậm đúng không ạ? Nếu như với tốc độ dòng chảy chậm như thế mà dòng máu lại không sạch nữa. Đúng thì cái nguy cơ à... mà cung cấp máu lên não đương nhiên là nó sẽ thấp đi rất là nhiều đúng không ạ? À vâng, cái câu hỏi này tôi muốn giải thích thêm này này. Những người huyết áp thấp ý, thì người ta hay bị xỉu, hay bị xỉu hay bị ngất đi Ngất tức là gì những trường hợp mà bị tụt huyết áp bị tụt huyết áp do chế độ ăn uống không tốt bỏ bữa đấy. ăn không đủ đủ chất thì nó dẫn đến tình trạng là gì là suy sụp về về sức khỏe đã đành rồi nhưng làm cho huyết áp cũng bị tụt đi gọi là tụt huyết áp đấy cái trường hợp mà tụt huyết áp thì rõ ràng là lưu lượng máu là sẽ bị giảm đi rồi nhịp đập sẽ, nó sẽ không không mạnh đấy. và đồng thông mạch thì mạch trầm khi bấm mạch là chúng tôi biết ngay những người huyết áp thấp thì chúng tôi biết. Đấy. Thì cái, cái nhịp đập nó 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 không mạnh, không đều, cho nên chính vì thế cái lượng máu mà tim ấy mà cung cấp về về não là rõ ràng là là thiếu rồi, là thiếu rồi. Cho nên những người mà huyết áp thấp thường hay bị choáng váng, hay bị đau đầu, hay bị uh, trường hợp bị uh, uh, xỉu ngất xỉu đi. Đấy. ngất xỉu đi là do gì không cung cấp đủ cái 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 cái, cái di dưỡng, không có cấp đủ oxy cho não. Đó. và lúc đó mạch thì rất là trầm những người mà huyết áp thấp ấy, thì, thì thường là bấm bấm mạch thì thấy mạch rất là trầm thì rõ ràng ảnh hưởng đến, đến dòng máu ảnh hưởng đến lưu lượng máu ở trong mạch. trong mạch và nếu vậy uống tinh dầu thông đỏ thì quá tốt rồi mà khi Được. tim nó đập chậm rồi thế mà lại cản trở vật trở nhiều thì rõ ràng lượng máu về não càng thiếu nhưng mà nếu như người huyết áp thấp ấy mà uống tinh dầu thông đỏ thì làm cho sạch mạch máu tránh cái khối tụ huyết đi tránh khối sơ vữa thì rõ ràng cái cái lượng máu đi về não nó sẽ tốt hơn và khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cho não thì càng thuận lợi như rất nhiều cho nên những người vâng. huyết áp thấp thì sử dụng tinh dầu thông đỏ thì quá tuyệt vời vâng quá tuyệt vời vâng cháu xin hỏi bác câu hỏi tiếp theo đó là có khách hàng uống tinh dầu thông đỏ bị nôn nao cồn cào ruột gan xin bác sĩ giải ừ. đáp giúp bạn bởi vì cái tinh dầu thông đỏ thì ngoài ngoài cái hoạt chất ra thì nó có một số tinh dầu tinh dầu. Thế nếu tinh dầu có những người mà người ta không ưa tinh dầu hoặc người ta dị ứng với tinh dầu thì rõ ràng gây các phản ứng nôn. Nhưng cái này nó không nguy hiểm. Vâng. chứ nếu uống trong thời gian dài ấy thì khi mà quen dần đi thì lại trở thành nó bình thường. Nhưng mà những cái người mà đầu tiên mới uống ấy thì nó khó chịu bởi vì trong tinh dầu thuốc đỏ thì nó có vị là vị tinh dầu mà tinh dầu có nhiều người thì người ta rất dị ứng với với, với cái mùi thơm phấn hoa không bị đó. những người bị dị ứng cơ địa thì người ta phấn hoa không bị, đó. người muốn hoa không bị chứ không nghĩ rằng cái mùi tinh dầu. Cho nên cái trường hợp ấy uống xong thời gian ấy, cơ thể quen dần thì không sao cả, vẫn có uống tinh dầu bình thường. Như tôi chẳng hạn đầu tiên tôi uống ấy, nó ở hơi lên thì nó cũng mùi tinh dầu khó chịu, nhưng sau thời gian uống nó quen thì, thì bây giờ uống nó trở thành mùi thơm thì dễ chịu, tức là cơ thể mình nó nó thích nghi, cơ thể mình quen dần thì. Cái, cái 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 tinh dầu đó nó chả là vấn đề gì cả đấy, à. đấy. đấy. Vâng thì những người trường hợp mà uống là và bị nôn là do do cái cơ địa người ta chưa thích nghi thôi nhưng mà khi sử dụng lâu thì dùng tốt vẫn dùng được thì thường vâng. vâng và câu hỏi tiếp theo là người bị đau dạ dày có dùng được không ạ và người đang có gan nhiễm mỡ thì có dùng được tinh dầu thông đỏ không ạ vâng. những người mà bị bị uh, gan nhiễm mỡ ấy, thì dùng tinh dầu thông đỏ rất là tuyệt vời Bởi vì thế này Bởi vì cái nguyên nhân ấy, Sinh ra gan nhiễm mỡ ấy, Là chính ra từ mỡ trong máu cao Đấy Từ cái mỡ trong máu cao ấy Thì dẫn lâu ngày Thì dẫn đến là gan nhiễm mỡ Đấy Và từ gan nhiễm mỡ rồi Mà để lâu ngày không điều trị Không xử lý Thì nó dẫn đến tình trạng là sơ gan Mà khi sơ gan rồi Mà lại không điều trị tiếp Lại cứ để như thế Thì dẫn đến ung thư gan Vậy cái mầm mống chính là gì là mỡ máu cao vậy cái giai đoạn gan nhiễm mỡ là đã chuyển sang giai đoạn 2 rồi vậy cái việc mà sử dụng tinh dầu thông đỏ để giảm mỡ máu thì là là quá tuyệt vời rồi đáng nhớ ngay cái giai đoạn mỡ máu cao đã phải dùng chứ không phải đến cái giai đoạn gan nhiễm mỡ mới dùng là tinh dầu thông đỏ đâu. đấy trong trường hợp là gan nhiễm mỡ đã là sang bước thứ hai đã chậm như một bước rồi à, nếu như mà biết thì ta sử dụng ngay giai đoạn đầu thì không dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ gan nhiễm mỡ đấy cho nên việc mà hỏi tôi là sử dụng tinh dầu thông đỏ có tốt không cho những người gan nhiễm mỡ thì tôi xin thưa rằng hoàn toàn tốt và thậm chí nếu sớm hơn thì còn tốt hơn nữa nếu như giai đoạn mỡ mà mỡ trong máu cao đã dùng rồi thì cái hiện tượng gan nhiễm mỡ sẽ không xảy ra được thì đấy là cái điều mà mà mong rằng mọi người khi nghe đây đừng để đến gan nhiễm mỡ mới dùng tinh dầu thông đỏ thì đã là đi chậm đến một bước rồi chậm một bước chân rồi À, phải cố gắng sớm đi vâng ạ vậy còn người đang có bệnh dạ dày thì sao ạ à vâng thế còn trường hợp những người mà bệnh đau dạ dày thì có rất nhiều cái 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 bệnh dạ dày thứ nhất là viêm loét dạ dày tá tràng chẳng hạn Đấy, hoặc là bị thủng dạ dày chẳng hạn à hoặc là bị trường hợp bị viêm nhiễm dạ dày hay là gọi là trào ngược dạ dày trong bệnh dạ dày nó nhiều lắm nhiều loại lắm Thế nhưng mà nếu như trường hợp mà bị viêm rất dạ dày tái tràng ấy thì dùng cái tinh dầu thông đỏ thì lại rất là tốt. Rất là tốt. Bởi vì tại sao? Vì khi sử dụng tinh dầu thông đỏ vào ấy thì nó hạn chế quá trình gì? mỡ trong máu mà giảm mỡ trong máu đi thì nó ngăn ngừa quá gì nó tăng sức đề kháng miễn dịch và khi tăng đề kháng miễn dịch thì nó giúp gì thì, thì chống đỡ cái quá trình là kháng khuẩn kháng viêm đặc biệt là với vi khuẩn HP chẳng hạn thì nó tác dụng rất là tốt nó làm cho như thế bởi vì mỡ trong máu cao thì nó sinh ra nhiều căn bệnh nhiều căn bệnh và làm cái sức khỏe nó giảm sút đi rất nhiều gan nhiễm mỡ rồi sơ gan vân vân rồi rồi sơ vữa động mạch vân vân thì nếu cứ gan nhiễm mỡ thì nó là một cái cái kẻ thù gây ra cái 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 bệnh âm thầm cho cơ thể con người chúng ta đấy đặc biệt là đối với bệnh dạ dày thì sử dụng cái tinh dầu thông đỏ không hề có ảnh hưởng gì cả mà tôi nghĩ rằng là chỉ tốt cho cơ thể thôi